truyền từ rừng cao suối vong, nghe câu then xin cho quên đường về, dù vẫn vương dâu vương tóc thề, mãi đi chợ xa nari hoa trắng núi ngân sơn đeo giang đàn tình vẫn mang theo. Bên Bắc Cạn mời thay lời yêu thương đây, sao mấy cùng về bởi mình nghĩ tới hồi lòng tông mình tìm cô then mới, chúc phúc cuộc đời nàng tình nghĩa trắng vời. Dây phèo biếu cao ngất trời, bóng núi chơi với sợi thuyền độc mộc, câu then thả mình ba bể đang tắm nắng, thung lũng nà hoa mời nàng tiên nữ xa. Sông gầm reo cô gái giao trong rừng, xin chào tất cả cô chú anh chị và khán giả mọi người trên đường live của Nhi DTV Vlog nhá. Thì do mấy ngày hôm nay thì Nhi đang bận làm gọi cho là những cái đơn hàng của khán giả của khách cũng đang đặt cho Nhi thì cũng rất chi là nhiều, bởi vì cũng chuẩn bị sang đầu mùa nóng ấy, thì những cái quán bia người ta hay đặt cho Nhi, cứ mỗi một quán đặt tầm khoảng 5 đến 10 cân. Thì Nhi cũng rất chi là bận nên là không có cái thời gian ra clip nguội. Thì hôm nay thì Nhi làm cái clip này thì Nhi lên Nhi thông báo với cô chú anh chị mọi người là cứ 6 giờ 30 buổi tối thì Nhi sẽ ra một cái clip nguội, và 9 giờ 30 tối thì Nhi cũng lên một cái clip nguội nữa. Thì còn cái thời gian 10 rưỡi đêm thì Nhi sẽ làm cái clip livestream để nói chuyện chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người. Thì rất chi là mong cô chú anh chị và mọi người thông cảm cho Nhi. Thì để tiếp tục vào cái vấn đề trong clip ngày hôm nay thì Nhi sẽ lại tiếp tục nói về cái kênh của Thủy Trọng. Thì trong suốt mấy ngày hôm nay thì Nhi cũng theo dõi nhưng mà không theo dõi về sát sao. Nhưng mà cá nhân của Nhi nhìn nhận thấy đợt này là trong view like thì nó cũng ít rồi. Thủy Trọc thì thứ nhất là bây giờ là không có bố lạc luộc nữa, về phe về cánh hay là còn lên live stream cả view có liếc nữa thì view like nó cao nữa. Nên là bây giờ mỗi một cái đường like của Thủy Trọc thì khán giả cũng đã biết đấy, tâm thì sinh tướng, đi chê kênh nọ trách kênh kia. Thì bản thân cá nhân của Thủy Trọc nhưng không bao giờ biết nhìn nhận lại được mình đang đi xuống cái mức độ như thế nào. Thì trong 2 ngày hôm nay thì Nhi thấy gọi cho Thủy Trọc lên trên không gian mạng cũng bán hàng lọ bán hàng kia. Thì Nhi cũng không biết được là Thủy Trọc đã khoanh tay xin phân lỗi hoặc xin phép những anh em ở trong miền trong hay chưa, miền Nam hay chưa. Trước đây thì Thủy Trọc lên trách móc những kênh YouTube là bán hàng lọ bán hàng kia. Thì Nhi cũng cá nhân Nhi cũng bán hàng trên không gian mạng. Thì cái mục đích đầu tiên thì ai bán hàng trên không gian mạng cũng là cái đúng, cái tốt, cần được khuyến khích. Nhưng mà mang đến những cái người tiêu dùng thì phải hàng phải chất lượng, hàng phải phù hợp với giá cả. Thì Nhi xem cái mặt hàng của Thủy Trọc lên trên không gian mạng buôn và bán thì Nhi cũng tham khảo và Nhi gọi điện trực tiếp về cái công ty sữa đấy. Thì Nhi cũng có hỏi giá cả và Nhi hỏi thế nọ thế kia. Thì cái chất lượng hay không thì khán giả mọi người cứ chờ đợi đi, các khán giả xem thì khác biết đúng không. Còn cái giá cả thì chắc chắn nó có giá chung rồi, giá liêm yết rồi, nên là không bao giờ có thể là đẩy giá hoặc thế nọ thế kia được. Nên là cái vấn đề mà Nhi đưa lên cái tab cộng đồng cho khán giả, cho mọi người xem đấy, thì Nhi cũng đã hỏi và đã tham khảo qua những cái cửa hàng khác rồi. Bây giờ cái gì không biết thì cứ hỏi chị Google là ra hết. Thì cái việc bán hàng của cây kênh của Thủy Trọc thì Nhi cũng không đi sâu đi xa vào nữa. Thì Nhi khuyên khán giả và mọi người, bây giờ cái gì thì cái ở ngoài siêu thị có hết. Hàng bây giờ trước khi mua thì mình phải xem còn chất lượng hay không, còn gọi cho là hạn sử dụng hay không, và có nguồn gốc xuất xứ hay không. Thì lên khán giả mọi người cứ phải xem xét, bởi vì mình bỏ đồng tiền ra bằng mồ hôi công sức thì mình phải được nhận về những cái hàng làm sao nó có giá trị, làm sao nó vừa cái túi tiền của mình tiêu dùng, đúng không? Đấy là Nhi cũng chỉ khuyên khán giả mọi người như thế thôi. Còn cái góc độ thứ hai thì Nhi đi sâu như xa về cái kênh của Thủy Trọc một tí nữa. Thì trong 2-3 ngày hôm nay thì cá nhân của Nhi, trước đây thì Nhi đã làm rất chi là nhiều clip Nhi nói và Nhi khuyên về cái kênh của Phúc Tài Chính. Thì Phúc Tài Chính trong một cái thời gian vừa qua thì Phúc Tài Chính cũng không tham gia vào cái drama ra mét gì nữa, và cũng không lên phản biện hay đấu tố bất kể một cá nhân kênh nào. Và Phúc Tài Chính hiện tại đến thời điểm bây giờ cũng đang bán hàng mà cũng đang gọi cho chuyển cái chủ đề khác.
Thì cá nhân của Nhi thì cũng rất chi là vui khi như là Nhi lên những cái clip Nhi khuyên can em Phúc Tài Chính. Bởi vì là cái gì thì cái thôi, Phúc Tài Chính là một người phụ nữ bằng tuổi em và cũng có thể là bằng tuổi cháu của Nhi. Thì Nhi cũng có lời khuyên. Và cá nhân người phụ nữ thì Nhi không muốn đấu tố, Nhi không muốn lên gọi cho là phản biện. Thì trong 1-2 ngày hôm nay thì Nhi xem vào cái kênh của Thủy gọi cho Dép Tông đấy, thì Nhi thấy những cái luận điệu và những cái con người đang lên dựng lên cái vở kịch, nào thì ông Kim, nào thì Phúc Tài Chính, nào thì thế nọ, nào thì thế trai. Thì bây giờ với cái mục đích thì khán giả cũng không phải nói, khán giả cũng đã biết đúng không? Bây giờ còn view còn like gì nữa. Trong cái drama này nó nhạt lắm rồi, không khác gì bây giờ nó nhạt như nước ốc đúng không? Còn ai xem, còn ai theo dõi nữa đâu. Thế là bây giờ Thủy Trọc và Lạc Luộc đang cố tình muốn dựng lại những cái vở kịch ngày xưa để lên đấu tố, để lên bới móc ra, để câu like, để câu view. Chứ bản chất cái con người của Thủy Trọc ấy mới Lạc Luộc này thì có cái tư duy gì, có tài, có giỏi gì đâu. Thì khán giả cũng đã xem đấy. Thế là Nhi lên cái clip với cái mục đích hôm nay thì Nhi muốn nói Thủy Trọc này này. Mình 60 tuổi đầu rồi, không phải mình còn trẻ nữa. Mình cũng có dâu, mình cũng có rể, mình cũng có anh em, cũng có họ hàng, mình cũng có con trai, có con gái. Thì mình sống làm sao để cho anh em họ hàng người ta mát mày mát mặt, người ta biết được là mình là cái người như sống như thế nào. Và trước tiên mình phải xem mình có con dâu con rể. Phúc Tài Chính ý cũng chỉ bằng tuổi con tuổi cháu thôi. Thế là mình 60 tuổi đầu rồi, mình sống sao để cho xã hội, để cho mọi người người ta nhìn nhận vào. Cá nhân của Nhi không phải bênh Phúc Tài Chính, nhưng mà nhìn Phúc Tài Chính đấy, người ta là một người phụ nữ, nhưng người ta đã không muốn đấu tố, người ta không muốn nhai đi, không muốn nhai lại nữa. Thì mình cá nhân mình 60 tuổi thì mình phải biết ý, mình phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chứ bây giờ mình 60 tuổi, mồm 5 miệng 10 đúng không, lên trên không gian mạng bịa đặt xuyên tạc ra để dẫn dắt khán giả. Thế Thủy Trọc không thấy là mình dơ à? Hả? Không thấy bây giờ mình 60 tuổi đầu rồi, bây giờ mình không còn cái cách, không còn cái gọi view like gì nữa, mình lại muốn dựng lên những cái vở kịch, dựng lên những cái câu chuyện về Phúc Tài Chính để nói à? Hà Thủy Trọc, tại sao, lý do gì mình sống là mình phải hèn như thế? Thế là Thủy Trọc cứ thử xem. Trong hơn 15 giờ Thủy Trọc làm YouTube, Thủy Trọc lên trên không gian mạng đưa cái thông tin phản biện, thì Thủy Trọc xem có ai mang anh em họ hàng ra, có ai mang bố mang mẹ ra không. Mà cái kênh của Thủy Trọc đã mang lại cái giá trị gì chưa, mang lại được những cái lợi lộc gì, hay là được ba cái đồng tiền YouTube phải không? Thì đấy, thì mở lại tất cả những từ trước đến nay xem cái kênh của Thủy Trọc này khán giả như nào. Có phải là khán giả dần dần khán giả cũng nhận ra cái bộ mặt thật của Thủy Trọc không? Tại sao, lý do gì 2-3 hôm trước thì đến 4-5 nghìn lượt xem trong một cái đường live stream, thế đến ngày hôm nay tại sao nó chỉ còn có mấy trăm người xem? Thì cũng biết được cái giá trị cái kênh của mình và cái giá trị cái lời nói của mình như nào chứ. Có phải là mình cứ nhai đi, mình nhai lại, mình ẳng đi, mình ẳng lại không? Có phải là như một cái con gọi cho cờ hó đói rách không? Không còn cái tiêu chí, không còn cái gọi cho là cái phản biện, hay là gọi cho cái đưa ra cái lập luận gì nữa. Nên bây giờ bắt đầu mới dựng lên những cái vở kịch để đấu đá, để cắn xé, bắt đầu là để thêu dệt lên đúng không? Để khán giả tò mò xem có view có like đúng không? Tại sao mình 60 tuổi đầu rồi, mình không làm những cái việc gì để cho không gian mạng, để cho mọi người người ta nhìn nhận được ra, người ta thấy mình tài, mình giỏi hả Thủy Trọc? Bây giờ một cái người như Phúc Tài Chính bằng tuổi con mình, bằng tuổi cháu mình, và mình bây giờ cứ ngày đêm mình lên mình bịa đặt, mình xuyên tạc ra suốt ngày, mình cứ muốn gọi cho là la và liếm vào đấy làm gì hả Thủy Trọc? Thủy Trọc hãy cho khán giả, cho mọi người thấy tại sao mình 60 tuổi đầu rồi mình lại cứ muốn chui rúc vào cái khu vui chơi giải trí 16m50 của Phúc Tài Chính thế hả? Mình dỗi mình dãi thì bây giờ mình mang mẹ vợ mình ra, mang mẹ ngoại mình ra đúng không? Mình chui mình rúc vào cái khu vui chơi giải trí đấy, phải không?
mình câu like câu view ở những cái chỗ đấy. Có phải đấy, có phải có chỗ like chỗ view đấy không? Tại sao mà bây giờ cứ phải dựng nên cái vở kịch của Phúc Tài Chính? Nó hàng năm giờ rồi, đã không muốn đấu tố đi, không muốn đấu tố lại nữa. Đúng sai thì người ta không muốn lên tiếng. Nhưng đây mình 60 tuổi rồi thì mình phải biết được chứ, mình lên sống như thế nào để cho không gian mạng cho mọi người, người ta nhìn nhận được ra. Chứ bản chất cái con người của Thủy Trọng thì làm được cái gì? Quanh ra quẩn vào đúng không? Cũng chỉ biết chui và rúc vào cái khu vui chơi giải trí 16m50 của bà mẹ vợ thôi, chứ làm được cái gì? Cái bản chất cái con người của Thủy Trọng trong suốt hơn một năm rời bây giờ lên trên không gian mạng làm YouTube thì chỉ mang cái gọi cho cái câu like câu view, chỉ mang những cái chiêu trò đi chui đi rúc vào cái khu vui chơi giải trí của Quỳnh Như, của Phúc Tài Chính, hết của Lan Nguyễn nữa, xong lại chui rúc vào những cái gọi cho những cái thiết bị của kênh nọ kênh kia. Chả có cái kênh YouTube là trên không gian mạng mà không có cái lốt răng của Thủy Trọng cả. Thì mình phải xem được chứ, cá nhân mình lên trên không gian mạng mình mang lại cái lợi lộc gì, mình mang lại được những cái văn hóa gì hả Thủy Trọng? Hay mình cũng chỉ là gọi cho là dựa hơi và để câu like câu view, mình dựng lên những cái gọi cho những cái câu chuyện nọ câu chuyện kia. Thế tại sao lý do thì Thủy Trọng không dựng những cái câu chuyện là mẹ vợ mình đấy có cái khu vui chơi giải trí đúng không, cỏ ngập lên, bây giờ hàng năm rồi không có ai đến cào, không có ai đến nhổ cỏ à? Thế tại sao Thủy Trọng không dựng lên những cái vở kịch đấy? Bây giờ cái chỗ nhiều view, nhiều like, hàng triệu view chỗ like, tại sao Thủy Trọng không làm đi? Bế bà mẹ vợ ra, đem ra, phải không? Mang ra phơi nắng, trèo cho vào hong là hong gió. Mang ra tỉa tốt cái khu vui chơi giải trí của bà mẹ vợ đi, đúng không? Cắm cái thiết bị vào cái khu vui chơi giải trí của bà mẹ vợ đấy. Đấy nó không là việc à? Đấy không là view là like à? Tại sao bây giờ, lý do gì bây giờ mình lên trên không gian mạng? Trước đây thì mình chê trách người lọ, chê trách người kia là bán hàng. Thế cá nhân mình đã bán hàng đã đẹp đẽ chưa? Cá nhân mình đã đẹp chưa? Chứ có phải là Thủy Trọng trước đây cứ mửa ra câu nào bây giờ lại liếm lại câu đấy không? Hả? Có đúng không? Tại sao mình 60 tuổi rồi mình nói ra câu trước câu sau mình lại đá vào thế? Hả? Mình cứ mửa ra xong mình lại tớp lại. Tại sao thế hả Thủy Trọng? Mình 60 tuổi đầu rồi thì Thủy Trọng xem trên không gian mạng, cá nhân của Thủy Trọng đã mang lại những cái gì? Đã mang lại những cái gì hay ho, đẹp đẽ, bổ ích chưa? Hay là Thủy Trọng mang về cho cái anh 94 tuổi ở quê phải không? Hết cái bát ML, loại bát ML kia, đúng không? Lại mang về cho cái chị mẹ ngoại, đúng không? Hết cái nọ đến cái kia. Chị thử hỏi Thủy Trọng mang lại cái gì? Hả? Thủy Trọng đã làm YouTube đã thành đạt chưa? Đã tài, đã giỏi chưa? Đã có kiến thức, đã có những cái gì chưa? Hay là Thủy Trọng bây giờ còn đang gọi cho khô khan quá? Hay là hết tiêu đề rồi, hết chủ đề rồi đúng không? Thì hết chủ đề, hết tiêu đề rồi thì mình phải nghĩ ra, mình phải sáng tác ra làm sao để cho không gian mạng, cho mọi người người ta nghe thấy. Mình lên mình phản biện thì nó phải đúng thực tế. Chứ bây giờ mình cứ lên bù lu bù loa phải không? Mang tiếng là mình 60 tuổi đầu rồi, nhưng mà mình cứ dình những chị em phụ nữ, cứ cái khu vui chơi giải trí những chỗ nào phải không? Là mình chui rúc vào đây làm gì? Tại sao mình 60 tuổi rồi bây giờ mình cứ đi chui đi rúc vào khu vui chơi giải trí của chị em phụ nữ thế? Bằng tuổi con tuổi cháu mình. Tại sao ở nhà mình có hai cái khu vui chơi giải trí đúng không? Của mẹ vợ này, phải không? Của vợ mình. Thế tại sao mình không chui vào cái khu vui chơi giải trí đấy? Hả? Tại sao mình không khai thác vào những cái chỗ triệu like triệu view đấy? Phải chia sẻ cho khán giả, chia sẻ cho mọi người thì nó mới hay được chứ. Thế bây giờ lên dựng lên những cái vở kịch như thế thì Thủy Trọng tài giỏi gì? Hả? Thủy Trọng hay ho cái gì khi nên làm YouTube phải không? Đến nỗi cái anh 94 tuổi ở quê thì bây giờ xem có giống với con cá cha không? Cũng lên ngửa tay ra ăn xin ăn mày từ vài trăm nghìn. Thế Thủy Trọng mang lại cái gì? Thủy Trọng tài giỏi giàu có đúng không? Hàng 600 công nhân, hàng nghìn chuỗi cửa hàng. Thế tại sao bây giờ phải lên chê trách người nọ người kia bán hàng trên không gian mạng? Thế tại sao bây giờ mình cũng chìa tay ra, mình chìa cái mặt ra đúng không? Mình bán những cái lọ sữa ha?
Tại sao? Tôi có phải giám đốc này giám đốc mõm không? Có phải là cái con người của Thủy Trọc lên trên không gian mạng chỉ biết đi nói người khác, nhưng cá nhân mình ngưỡng đi thì nhìn lại thì thấy Thủy Trọc là ai? À, Thủy Trọc. Thủy Trọc hãy chia sẻ cho khán giả, chia sẻ cho mọi người đi, xem Thủy Trọc tài giỏi chưa? Thủy Trọc đẹp đến đâu? Có kiến thức, có trí tuệ đâu? Hay là cá nhân bản thân của Thủy Trọc cũng hết rồi? Bây giờ một tấc đất mình không có, cái nhà cái cửa thì không, khoe là giám đốc 600 công nhân, hàng nghìn chuỗi cửa hàng chạy từ Bắc vào Nam. Thế cuối cùng bây giờ giám đốc phải lên ăn xin ăn mày, phải không? Đi xin từ cân chè, xin từ viên thuốc canxi, xin từ lọ thuốc xịt mũi. Thế bây giờ lại bày ra bán từ lọ sữa, kiếm từ 5-30 để sống qua ngày. Hả? Giám đốc gì thế? Thế là kêu là ôi tôi có vợ chồng, tôi có thể đi du lịch, hết đời cũng không hết tiền. Chúng tôi đi làm từ thiện 10 năm nay. Thế bản thân cá nhân của Thủy Trọc đã hơn được ai chưa? Còn đang rất chỉ là đói rách, mà lại lên trên không gian mạng khoe khoang, diễn trò. Thì chắc chắn là cá nhân bản thân, cá nhân của Thủy Trọc chắc bây giờ cũng biết được chứ, mình diễn trò đến đâu và mình làm những cái gì. Thì bây giờ chắc chắn Thủy Trọc nhớ chứ. Có phải là bây giờ mình mới thấy là cá nhân mình đã thấy thua khán giả chưa? Thua tất cả mọi người trên không gian mạng chưa? Mình đã hơn được ai? Hả? Mà đi chê đi trách. Con nói thật với Thủy Trọc nhá. Muốn bán hàng như nào bán hàng? Hàng phải còn chất lượng, hàng phải còn tem, còn mát, còn ngày sử dụng. Chứ không phải bán hàng Trung Quốc đâu. Mới đi Trung Quốc về có một ngày đúng không? Đã có khoe hàng lên khoe rồi. Thì khán giả và mọi người nhá, bây giờ tất cả những cái sữa siếc trên không gian mạng cũng có thể làm giả được, cũng có thể là gọi cho là dán những cái tem mác khác được vào. Nên là trong cái góc độ vấn đề, như lên như chia sẻ với khán giả mọi người cũng đôi chút về vấn đề trong không gian mạng bán hàng. Thứ nhất là cái hàng sữa, thì cái hàng sữa là khán giả mọi người không nhìn thấy gì cả. Mọi người chỉ nhìn qua cái vỏ lon và nhìn qua cái tem mác thôi. Còn bây giờ tất cả nhiều cái nơi và nhiều cái chỗ người ta cũng có thể là người ta bán những hàng sữa giả. Người ta lấy lợi dụng vào những cái tem mác của công ty khác, người ta dán vào đấy với cái mục đích là người ta lợi dụng. Thì khán giả cũng đã xem trước đây có cái kênh của Hoàng Hường đấy. Có rất chi là nhiều những cái kênh YouTube và kênh Facebook đấy cũng lợi dụng cái tên của Hoàng Hường, cũng đóng tem mác vào, bán hàng giả, hàng không có nguồn gốc. Nên là khán giả trước khi mua về hàng sữa trên không gian mạng thì mọi người phải cảnh giác. Cái vấn đề thứ hai, bây giờ trên siêu thị rất chi là nhiều những cái mặt hàng người ta bán sữa ra ngoài siêu thị. Thì mọi người có thể đến siêu thị mọi người mua. Còn cái mặt hàng ở trên của Thủy ấy, thì Nhi cảm thấy như này này. Nhi không biết là thật hay giả hay không. Nhưng mà Nhi chỉ cần biết là trừ khi đi sang Trung Quốc có một ngày về, hôm sau lại có cái hàng đấy nên khoe ngay. Nên chất ra đằng sau để khoe, để câu nhử khán giả đúng không? Thì bây giờ khán giả phải nhìn nhận được ra, có rất chi là nhiều những cái công ty sữa giả. Có thể là xuất xứ ở nơi này nhưng có thể là dán tem mác ở chỗ khác. Bởi vì một khán giả mọi người cũng không thể mở được cái sữa ra nhìn thực tế, chỉ nhìn qua tem mác thôi. Nên là mọi người tránh cái tình trạng tiền mất thì tật mang. Và mình mua những cái hàng thì nó phải chất lượng, nó phải mắt thấy tai nghe tay sờ và phải nhìn thấy thực tế. Chứ không phải là bây giờ cứ mua cái sữa về, người ta đóng tem mác rất chứ là giỏi. Nên là mọi người phải để ý cái góc độ là có thật sự là cái hàng này có sữa thật, sữa xịn hay không. Hay là bây giờ cái hàng đóng tem mác. Khán giả mọi người hãy xem cái kênh của Hoàng Hường ấy. Trước đây thì cũng có rất chi là nhiều những cái kênh YouTube, Facebook cũng lợi dụng cái tên của Hoàng Hường. Cái thuốc đấy xong về cũng lấy cái tem mác của Hoàng Hường dán vào, cũng lên trên không gian mạng quảng cáo. Thì khán giả mọi người hãy nhìn, hãy mua, hãy để ý trước khi mình tiêu dùng, trước khi mình sử dụng. Có tất cả cái hàng mặt hàng trên không gian mạng bây giờ cứ ra siêu thị, ra những cái công ty nó có giấy phép ấy, nó có cái giấy kiểm định thì mọi người mua. Chứ không phải là mua những cái hàng trôi nổi trên không gian mạng. Và đặc biệt nói thật với khán giả mọi người, cái kênh của Thủy Trọc này thì từ trước đến nay toàn lươn nẹo văn vở trên không gian mạng, dùng rất chi là nhiều những cái chiêu, cái trò, cái mưu, cái mô để câu like, để câu view, dựng lên rất chi là nhiều những cái vở kịch nọ, vở kịch kia thì khán giả biết. Thế là trước khi khán giả mua hàng của kênh của Thủy Trọc,
thì khán giả phải theo dõi, phải xem xét được là trong cái mặt hàng sữa này có thật sự chuẩn, có thật sự là tốt hay không, thì khán giả hãy xuống tiền hãy mua. Còn đấy là những cái gì như khuyên can khán giả và mọi người. Còn tùy khán giả và mọi người, khán giả mọi người tin tưởng hay không đấy là do khán giả. Còn đối với Nhi, Nhi chỉ tin tưởng vào những cái hàng thì chất lượng, hàng thì chuẩn. Còn Nhi không bao giờ Nhi tin vào thứ nhất, cái hàng sữa siếc. Bởi vì cái hàng sữa siếc này khán giả mọi người không bóc được ra, khán giả không xem được thực tế. Và khán giả bây giờ tem mác, bây giờ người ta làm giả cái tem mác, người ta dán vào rất chi là nhiều, đúng không? Thế là mọi người cảnh sát cũng không thừa. Còn có ai tin tưởng thì mọi người cứ mua, cứ ủng hộ cái việc đấy của mọi người, Nhi không liên quan. Còn Nhi cũng chỉ đưa ra những cái gì mắt thấy, tai nghe, tai sở, và mọi người phải nhìn thấy nó thực tế, thì khán giả mọi người hãy thấy và có nên mua hay không, và có nên ủng hộ hay không. Thì khán giả mọi người hãy là cái người tiêu dùng mà. Khán giả là cái người phải mang tiền ra mua mà, chứ không phải là Nhi. Tức là Nhi cũng chỉ biết tham gia, Nhi cũng chỉ biết góp ý đến đấy thôi. Còn đối với Nhi, Nhi không bao giờ Nhi tin tưởng vào cái kênh của Thủy Trọng. Không bao giờ Nhi tin tưởng vào cái con người và cái gọi cho là vợ chồng của Thủy Trọng. Trong suốt cái quá trình tham gia cái drama, Nhi trước đây đã ủng hộ và Nhi đã biết được là cái chiêu trò, cái bài của cái chủ kênh này rồi. Nên là Nhi lên Nhi chia sẻ với những cái gì Nhi nhìn thấy và những cái gì nó gọi cho là mắt thấy, tai nghe, tai sở, thì Nhi cảm nhận và Nhi chia sẻ cho khán giả, cho mọi người. Còn cái kênh của Thủy Trọng này thì Nhi xin thưa với khán giả mọi người, cũng còn chỉ còn có giờ, chỉ còn có ngày nữa thôi. Cái kênh của Thủy Trọng không còn giá trị nữa. Và lúc đấy cũng không còn ai xem, ai tin tưởng Thủy Trọng nữa. Dần dần sẽ khăn gói quả mướp, hiểu chưa? Đi ăn xin, đi ăn mày. Bởi vì bản chất cái con người của Thủy Trọng này sống ra thì khán giả mọi người biết cũng xuất phát ra từ đi ăn xin, đi ăn mày mà có. Chứ làm gì có cái gì. Bây giờ khán giả xem đấy, 60 tuổi, một tấc đất không có, nhà không có, phải đi ăn nhờ ở đậu, đến nội bốn bà vợ còn không sống nổi được với Thủy Trọng. Thì khán giả phải biết, khán giả phải đặt ra những cái nghi vấn, và phải đặt ra tại sao và lý do gì mình tài, mình giỏi lại có bốn bà vợ này không sống được. Khán giả cũng là người phụ nữ, đúng không? Thì khán giả phải đặt ra cái cương vị, khán giả phải đặt ra cái giả thiết. À, lý do tại sao một người đàn ông thành đạt, một người đàn ông tài giỏi mà đến nỗi bốn bà vợ không chung sống được với mình, mà phải khăn gói quả mướp phải ra đi, đến nỗi bây giờ mình phải càm cắp con mình đi sống nhờ ở đậu, chui gầm trại. Thì khán giả và mọi người hãy nhìn nhận ra đi. Những người chị em phụ nữ hãy nhìn nhận ra, liệu dám, những người phụ nữ có dám theo một cái chủ kênh YouTube 60 tuổi, bốn vợ, một tấc đất không có, đi ăn nhờ ở đậu không, lên trên không gian mạng khua môi múa mõm không? Thì khán giả hãy nhìn nhận ra đi. Đấy là cái chia sẻ của Nhi. Thì Nhi cũng xin phép cô chú anh chị và mọi người, Nhi xin dừng cái clip ở đây. Xin hẹn cô chú anh chị và mọi người trong những clip tiếp theo nhá. Đấy là những cái gì chia sẻ của Nhi lên khán giả và mọi người. Nhi xin phép Nhi xin dừng ở đây ạ. Bye bye mọi người.